này để đây. Ngày mai mùng 1 mà ai đâu. Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với. Hello. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Mình là các bạn đang đây. Thì hôm nay mình sẽ phát trực tiếp trên kênh Bitcoin. Hôm nay chơi chung với Telegram. Thì nó đã qua lâu rồi. Thì mình giới thiệu cho nó lại cho bạn xem. Mấy đứa nó dành hết rồi, còn đâu. Đợi nó ra rồi, tụi mình nó ra. Cho tôi miếng vàng ra. Thì mình cũng sẽ đăng cái clip này trên kênh mình luôn. Đù, nó lấy sắt không có một cục cho mình luôn. Đây, cái cục cũng có cục sắt. Hả? Hàng mấy vàng rồi Hiền, qua lấy sắt đi. Mua đồ lắp giường mới được. Mấy đứa nó hổ báo. Trời ơi, cái map này khó chơi quá. Các bạn nghe mình nói không? Thank you.
là heroin. Đạt ơi, thằng nào chứ khô biết gì trời. Ủa mà bạn chàng đó, what the hell. Này rồi sao mày lại gỡ ra đâu? Thằng này chơi ngáo quá. Mấy đứa này tụi bay chơi khô quá trưởng. Còn có vàng không heroin? Đứa nào lắp xung quanh này lại vậy? Mày chơi giỏi dữ vậy? Đây à, hồi ông có lốc len á, ông mua, ông lấy cho tôi nha. Tặng tôi xây hấp thanh trên bóng cung. Ngồi rặn vàng ra. Rặn vàng. Rặn vàng. Ngồi rặn vàng nãy giờ. Hey ya, hey ya. We ya, ya, we. We ya, we ya, we ya. We ya, we ya, we ya, we ya, we ya. Để tôi đứng cao thì cao coi. Nếu có đứa nào qua đây. Ừ, trong đó đó. Ủa sao nhỏ nó đứng trên không? À, mấy mày bị lát quá rồi. Ở đây nè. Ra chỗ ông Hương Gia là thấy rồi. Thank you.
Ở đâu? Thằng nào giết mình vậy? Blue. Trời ơi. BBB, bờ BBB. Trời, không biết bao nhiêu rồi. Đóng vậy. Ok, nãy giờ thở vàng. Dưới rồi mình bị ngáo luôn rồi. Hiền hiền. Giờ mình sẽ đi bắt lóc lấy kim cương về nâng cấp võ vàng nữa. Để tình trạng thế này không ổn. Ủa, có đứa nâng cấp võ vàng rồi, vậy thôi nâng cấp võ vàng. Xanh lục ba đứa kim cương. Có thằng nào thì nhớ báo. Để lâu quá tự nhiên dẹp chuyển. Ê bạn cứ để dưới đó lụm đi. Để dưới chỗ cái gần cái cổng thẳng đó. Thank you.
rồi. Ủa bạn nãy tôi để cả đống đây. Không thấy ông đi BB hả? Đéo thấy tên ông. Không, chưa thấy. VR còn nào? Ôm xây gì hình như tôi thấy nó bị đổi. Không phải xây vậy. Đập hết mấy này đi. À, bộ mình. Bộ điểm chợ đó.
thằng nè. À, mũi tên nó lượm đi. Có thằng nào bắn mình kìa. Có thằng mới chết nè vậy. Nó té phải không? Ủa? 1, 2, 3, 4. Ơ, vậy là 4 thằng, bên mình còn 4 thằng. Rồi, mua mũi tên. Đi lên đi. Ông bị bay xuống dưới rồi kìa. Bên này nè. Ở nhà canh đi nha. Tôi đi PVP. Trời ơi, khùng rồi. Ê, ông có kiếm không nè? Cho ông kiếm sắt nè. Lỡ có thằng nào chạy xuống quốc nó liền nha. Cứ giữ nó đi. Ê, tụi nó xây thêm cho tụi mình cái hấp canh nữa nè. Tháp này tốt hơn. Anh đù.
nó nói tên làm cho tụi mình tới ba cái luôn. Ok, chỉ có cái của tôi với cái của ông thôi. Ông đâu rồi? Đứng tôi không thấy ông. Chết. Dạ. 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 Nè, hey Robin. Quay lại. Nè, cái kiếm sắt nè. Bấm đi. Ơi còn hát nữa hả? Hay gì giỏi dữ vậy? Có bạc, mua gì? Tiền tây chi? Quăng đâu được? Ôi, hình như có trận bắn nhau gì đấy. Đã nói với ông rồi, xây là phải chống ra mới bắn được. Đập luôn. Thằng ngu nữa. Lại thêm một thằng ngu. Đó nói là xây là phải chóc ra. Thằng đó xây thì ông đập đi. Đó như thế này nè. Không còn không? Tự nhiên khó kem trời. Các bạn đừng đăng ký theo kênh Hero Game.
Vào chơi đi mẹ. Thank you.
Đúng rồi. Mình sẽ kết thúc game ở đây.